Bây giờ là tháng 9 năm 2023, vừa tròn đúng một năm cơn sốt iPhone 14 series ra mắt. Vậy thì trong video lần này, cùng tôi ngồi xuống rewind lại một chút xíu về chiếc iPhone 14 Pro Max sau một năm sử dụng có những thay đổi đáng kể gì nha. Và chắc chắn là trong video lần này sẽ điểm lại một số tính năng nổi bật như là thiết kế, hiệu năng vân vân và xem là nó có thay đổi gì sau một năm sử dụng nha. Còn bây giờ, vào video. Tuấn Mobile, đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam. Đầu tiên là mình sẽ nói về thiết kế ha. Với cái màn hình to nè, 6,7 inch, đủ rộng rãi để mang lại cái trải nghiệm thoải mái khi mà mình thao tác sử dụng. Lướt Facebook nè, top là quá đã luôn. Tay nữ như mình đó khi cầm nắm và sử dụng cũng không cảm thấy quá là nặng hay là màn hình quá to đâu nha. Và cái điểm nổi bật thứ hai là do sử dụng tấm nền LTPO Super Retina XDR 120Hz nên là cho ra một cái màu sắc hình ảnh và nội dung mình xem trên điện thoại nó dịu lắm luôn. Hình ảnh và màu sắc không quá chói đến cái mức mà gây khó chịu và mọi thứ được cân bằng khá tốt. Cho nên đây cũng là một cái phần mà khiến tôi lúc nào cũng thích xem điện thoại hơn. Tiếp theo là tôi phải nói tới Dynamic Island. Tôi cực kỳ thích Dynamic Island luôn. Tại vì khi sử dụng thì Dynamic Island nó có rất là nhiều animation chuyển động, thích ứng với từng cái ứng dụng mà mọi người xài luôn. Chẳng hạn khi là ghi âm nè, hay là sử dụng đồng hồ bấm giờ, hay là nghe nhạc thì Dynamic Island đều có những cái animation tương ứng luôn. Cá nhân mình thì vẫn thích thiết kế tay thỏ nha, nhưng mà từ lúc có Dynamic Island thì mình thích Dynamic Island hơn nhiều luôn. Ngoài ra thì còn có một số điểm thiết kế quen thuộc của iPhone 14 Pro Max nữa, đó chính là cổng sạc Lightning 2.0 nè, hỗ trợ sạc không dây Qi và MagSafe. Khác với dòng iPhone 15 series năm nay đã thay đổi thành cổng Type-C hết rồi. Bây giờ thì chuyển sang phần tiếp theo đi. Phần mà tôi cảm thấy đáng tiền nhất khi lên đời một em iPhone 14 Pro Max như thế này, đó chính là cụm 3 camera cực kỳ xịn sò của iPhone 14 Pro Max nè. Mà tôi thấy có nhiều ông chê camera của iPhone 14 Pro Max, tôi cũng không hiểu là chê cái gì nữa. Với camera chính là 48 megapixel nè, một camera tele 12 megapixel zoom 3x quang học. Tôi hơi bị thích những cái góc chụp từ cam này luôn á. Cái cú là camera góc rộng nè, với độ phân giải cũng là 12 megapixel luôn. Đây là cái camera mà mấy nay mọi người hay gọi là chụp 0.5 đó. Thêm với đó là camera selfie 12 megapixel nè. Mỗi lần selfie với camera này là thấy luôn lỗ chân lông luôn nha. Với camera của iPhone 14 Pro Max thì vẫn có hỗ trợ chụp đêm nè, chụp ở những chỗ thiếu sáng thì hình ảnh vẫn được cân bằng khá là tốt luôn. Chủ thể vẫn nổi bật chứ không bị chìm lỉm vào màn đêm đâu nha. Nhưng mà cá nhân tôi thì thích chụp ở những nơi có đủ ánh sáng hơn, kèm thêm là chụp ở chế độ chân dung nè và chỉnh sang ánh sáng trường quay. Trời ơi, ta nói da mịn tự nhiên, có nắng đẹp là iPhone 14 Pro Max cương được hết luôn. Hoặc là mấy ông có thể thử quay và chụp với camera góc rộng, nó sẽ cho ra nhiều kiểu ảnh vui nhộn và độc lạ hơn. Dạo này tôi cũng hay chụp vậy lắm á, đang trend đó nha. Mà nhắc đến quay thì iPhone 14 Pro Max cũng thể hiện khá tốt. Chỉ bằng một chiếc điện thoại thế này thôi mà có thể quay được 4K 60 frame với chất lượng cao nè. Còn với chế độ Cinematic Mode thì em chỉ hỗ trợ quay được 4K 30 frame thôi. Cùng đến với hiệu năng của em này đi ha, thì em này vẫn còn sử dụng chip A16 Bionic, nhưng mà hiện tại thì Apple đã vừa cho ra mắt chip A17 Pro rồi, được áp dụng trên con 15 Pro và 15 Pro Max. Nhưng mà cái này cũng không phải là cách biệt quá lớn đâu, nên là mấy ông yên tâm. Với con chip A16 Bionic thì iPhone 14 cũng làm nên nhiều chuyện ở nhà. Mua một cái chiếc điện thoại về chỉ để chơi game thì hơi uổng, nhưng mà phải nói thật là chơi game lâu trên em này không có hiện tượng lag hay đứng máy đâu nha. Điển hình là những tựa game như là PUBG Mobile hay là Liên Quân nè. Và chơi trong thời gian dài thì mới bắt đầu cảm thấy có hiện tượng là máy ấm dần lên. Xong, khi dùng em này để edit video ngắn như là TikTok hay là Reel bằng cáp kết các thứ thì vẫn ổn định luôn. So với một năm trước thì em này vẫn còn ngon lành, không có hiện tượng nào gọi là hư hao hay là chậm đi hết. Trước khi đến cái phần tiếp theo thì tôi muốn mọi người làm liền cái chuyện này cho tôi. Mở điện thoại lên và cài đặt nhấn vào phần pin và xem là pin của mọi người đã hao hụt bao nhiêu phần trăm rồi. Tôi trước nha, 89%. Sau một năm sử dụng mà bị tụt 11% pin là cũng hơi nhiều á. Tại vì tôi biết là có những người xài máy kỹ thì máy vẫn còn tới 96 hoặc là 97%. Ai rồi cũng phải bị tụt phần trăm pin mà, lạ gì đâu. Với tổng lượng pin là 4.323 mAh thì iPhone 14 Pro Max có thể cưng mọi tác vụ đến cuối ngày luôn. Sang 100%, mang đi làm thì tôi thường xuyên check tin nhắn công việc nè, lướt Facebook, lướt đủ thứ luôn. Và đến cuối ngày thì còn tầm 35-37%. Mà chung quy lại, pin của iPhone 14 Pro Max ở mức khá ổn, chấm 8/10 điểm. Tổng kết lại, chiếc iPhone 14 Pro Max sau 1 năm sử dụng thì vẫn còn ngon chán luôn. Từ hiệu năng nè, đến pin, đến ngoại hình của em nó. Tổng thể thì iPhone 14 Pro Max vẫn quá là ngon trong tầm giá nè, đặc biệt là vào thời điểm này nữa. Tại Minh Tuấn Mobile đang bán em nó với giá là 25.890.000 cho phiên bản màu gold 128GB nha. Còn mấy em thấy sao đừng quên để lại comment tôi biết nha. Và nhớ like, share, subscribe YouTube của Minh Tuấn Mobile. Tôi là Yud, bye bye.